Rồi, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các anh chị em. Nội dung clip này á, thì mình sẽ nói về cái con ngựa mới mà vừa cập nhập bên phiên bản server Võ Lâm Diệt Kỵ Mobile Trung Quốc á. Thì khi mà anh em mở cái giới hạn cấp 159 thì anh em có thể nâng cấp từ cái con ngựa chạy Long Hắc Tông Câu nâng cấp lên con ngựa mới. Thì ở đây nó có ghi rất rõ nè, khi mà mở giới hạn server cấp 159 thì có thể nâng cấp lên ngựa cấp 150 thì thông qua một số lượng mã bài nhất định. Thì cái lượt số lượng mã bài mà nâng cấp lên có con ngựa hiện tại anh em thấy trên màn hình này nè, thì ở trước Jun nâng cấp là nó tốn tới 300 cái mã bài, thì hiện tại cái con ngựa mới á, nó sẽ tốn nhiều mã bài hơn, chắc chắn sẽ nhiều hơn cái số lượng con ngựa này là sẽ tốn hơn 300 cái mã bài đó, cho nên là anh em tích tầm 300 mã bài trở lên là vừa đủ ha. Rồi thì con ngựa mới này nó sẽ có tên nó là coi hình cái đi ha, coi hình dáng tí đi, coi hết 3D của nó đi. Rồi thì mới vô nãy em thấy là nó vậy phải không? Rồi xoay phải cái đi, sang dòng đi. Xoay cứ ok. Nó không cho xoay hết dòng ta ngộ vậy. Bây giờ cho xoay này. Chả hiểu cho mất thời gian quá. Ok thì con ngựa này có tên nó là Bạch Ngọc Xương Vũ Cưng. Bạch là màu trắng, ngọc là cái cục ngọc ha, nói chung là cục ngọc trắng này, cục ngọc trắng tại vì nó lông màu trắng ha. Xương đây là xương trên cành, xương trên lá đồ, xương vũ đây là vũ, đây là lông vũ, nói chung xương vũ là cái ý là nói cái ý là nó có cánh gì nè, đại loại gì đó, xương vũ câu, nói chung là con ngựa trắng có cánh đại loại gì. Còn dịch ra tiếng, nói chung là tên có thể tên tiếng Hoa, tên tiếng Tàu, tên tiếng Trung Quốc tùy theo mà anh nói thôi, thì nó hơi bóng bẩy nhưng mà dịch ra tiếng Việt thì nó sầm xí lắm ha. Thì cái con ngựa này nó có những cái dòng cơ bản sau ha, thì sinh lực là 6k, kháng tất cả là 260, lực tấn công là 600, sinh lực cơ bản tăng cho mình là 16% và lực tấn công cơ bản là 16% luôn. Cái tốc độ di chuyển là 400 và né tránh là 2000. Bây giờ mình sẽ so sánh với con ngựa hiện tại bên server Việt Nam, tức là cái con chài tái Long Hắc Tông Câu hồi nãy ha. Thì con tái Long Hắc Tông Câu hồi nãy á, nó chỉ tăng cho mình 6 5000 điểm thôi, 5000 điểm sinh lực, tức là nó hơn mình 1000 điểm nè. Viết nó hơi mờ tí, 1000 điểm nè. Vậy dễ nhìn hơn ha. Còn cái kháng tất cả này là kháng tất cả bình thường thôi chứ không phải là cơ bản. Thì cái con bên server Việt Nam mình là 200, con này 260, tức là hơn được 60 điểm nè. Còn lực tấn công là 600 với 500 là hơn được 100 nè. Hả? Kéo này lên đi. Đó, lên 100. Còn sinh lực cơ bản là 14% với lại lực tấn công cơ bản có 14%, tức là lên được 2% cho mỗi dòng ha. Viết không đủ chỗ cho nên anh em thông cảm, viết viết đại anh em nhìn trên màn hình em cũng hiểu ý mình nói sao rồi. Còn cái này là cái kích hoạt khi mà cưỡi ngựa. Kích hoạt khi cưỡi ngựa là lực là tốc độ di chuyển 400 thôi. Thì cái con ngựa mới, cái con ngựa cũ đều là tốc độ di chuyển 400, về sau tốc độ di chuyển là ngang nhau hết, cao lắm là 400 tại vì chạy nhanh nữa đó là nó làm sao ta. Nếu mà chạy nhanh quá thì không ai dí được, lum la, nói chung là con cao lắm thì được 400 mà khi BK cũng đâu có cưỡi ngựa được đâu, nói chung là cái này chạy chạy map đồ la la kiểu gì nọ thôi ha. Thì cái né tránh mà khi mà cưỡi ngựa được 2000 điểm, còn cái né tránh cái con ngựa cũ là có 1500 thôi, tức là hơn được 500 điểm ha. Rồi thì nó hơn được cái số liệu hơn giữa con ngựa cũ và ngựa mới lên được nhiêu đây phần trăm, tức là nó tăng cho mình thêm 1000 máu, là nó cũng 1000 máu thì sau này trong game thì nó chả ảnh hưởng gì mấy. Còn cái kháng tất cả cơ bản 60 á là cũng tăng cho mình lượng khá khá lực tấn công 100, nói chung là lực tấn công là lực lực tay, nói chung là cái tấn công đó. Cái tấn công khác, cái sức mạnh khác, nói chung là cái lực tay thôi. Ok, được 100 tấn công nó cũng đánh đam khá là đau chút xíu. Còn lực tấn à, sức sinh lực cơ bản được thêm 2%, sinh lực cơ bản 2% là nhiều lắm nha. Chứ một cái chiêu hồi máu cao lắm hồi được 3%, nhiều nhất là 5% mà tăng được 2% là thấy cũng nhiều lắm rồi đó. À, rồi lực tấn công cơ bản tăng cho mình 2% nữa là nhồi đam lên nè. Rồi tốc độ di chuyển về sau ngang nhau hết 400 điều. Còn cái né tránh thì là khi cưỡi ngựa mình chạy tọa độ hay mình đi công hành chiến, mình chạy đi trụ đồ á, thì nó tăng cho mình cái né tránh để mình đỡ dính đam thôi, chứ thật sự chết là chết rồi. Ok, thì bây giờ xong cái con ngựa này, bây giờ mình chuyển qua con ngựa thành chủ.
Con ngựa thành chủ tức là một cái server chỉ có một con ngựa duy nhất thôi, thì cái bang nào mà chiếm được Tương Dương đó, là cái hiện tại là cái bang này có cái ông này ông top 6 chiếm được cái Tương Dương. Tương Dương hay là mang ta, à Tương Dương chiếm Tương Dương thì mình mới được cái người thủ lĩnh đó, của bang hội đó sẽ được cái con ngựa này. Nói chung con ngựa này sẽ không tốn mã bài nâng cấp, nói chung là ai mà làm thủ lĩnh cứng á của cái bang đó thì không có suy nghĩ tới cái việc úp ngựa gì, tại vì cởi ngựa này miết mà tuần nào cũng là nó, chừng nào mất Lâm An thì mất con ấy, mất Tương Dương thì mất con ngựa thôi ha. Thì con ngựa này nó cái ngoại hình á, nhưng mà xét về cái ngoại hình thì nó cũng tương tự với cái con Bạch Ngọc Xương Vũ Cơ câu hồi nãy, chỉ khác ở chỗ á, là nó có thêm mấy cái hiệu ứng sạc điện bóng bẩy đồ này thôi hay. Một cái hiệu ứng này có cái cánh vô khá là đẹp đó chứ, đúng không? Mặc dù con ngựa nó không đẹp mấy nhưng mà nó có thêm cái hiệu ứng vô nó đẹp. Ok, thì cái con ngựa này á sẽ có cái những cái thông số cơ bản như sau ha. Sinh lực tăng 10.000. Ồ, sinh lực 10.000. Sinh lực 10.000 là khá là ok đó nha. Rồi à, kháng tất cả cơ bản là 320. Lực tấn công 700. Cái này á, là cái dòng đặc biệt của ngựa thành chủ Tương Dương. Những con ngựa khác không có ha. Ok, thì nó sẽ tăng cho mình là cái kháng tỷ lệ bất lợi 450. Kháng tỷ lệ bất lợi, những cái tỷ lệ bất lợi ở đây giống như là những cái trạng thái của Tiêu Dao chẳng hạn, chị thấy mà quăng lên trời chị cảm thấy phù không ha, hoặc là cái trạng thái mà bị bỏng của Đào Hoa nè, gọi hệ thổ là bị choáng này nọ, là những cái trạng thái bất lợi, nói chung là trạng thái phù. Ok, thì cái này kháng tỷ lệ, nói chung là giảm tỷ lệ, tức là ví dụ tỷ lệ là 100% đánh trúng đi thì nó giảm 450 điểm thì nó sẽ giảm xuống cái tỷ lệ đó. Rồi cái dòng dưới là giảm thời gian kháng, thời gian bất lợi, kháng thời gian bất lợi tức là giảm đi cái thời là giảm được cái thời gian, ví dụ nó dở đang dậm mình đi choáng 2 giây thì bây giờ nó sẽ ít hơn 2 giây đó. Thì cái dòng này á nó khá là mà tăng khá là nhiều cho cái nhân vật của mình. Nói chung là khi mà Tiêu Dao quăng bạn lên trời, bạn không lên trời là bạn hiểu rồi đó, đúng không? Mà Đào Hoa bắn bạn không bổng, Thiên Nhẫn rồi nó cắt cổ mình không được, nó đập không phỏng thì lấy gì mà cắt cổ được, đúng không? Ừ. Thì 17%. 17% rồi cái tốc độ di chuyển mình nó là tốc độ di chuyển là giữ nguyên hay từ về sau con ngựa mình nâng cấp lên cấp 170, cấp 120, cấp 170, cấp chung là con ngựa cấp mấy trăm đi nữa cũng tốc độ di chuyển như đó thôi, còn cái nhanh nhẹn cái né tránh này nó tăng cho mình là 2.200. Rồi bây giờ mình sẽ so sánh con ngựa, à nãy giờ quên nói tên con ngựa này ha. Thì con ngựa này có tên là Lưu Tinh Phá Nguyệt Câu. Lưu là bảo lưu bảo toàn đồ á, lưu lại đó, giống như mình lưu tin nhắn là save. Anh em Việt Nam mình dùng từ sell nhưng mà đúng đọc đúng tiếng Anh của nó là save. Ok, nói chung mình lưu lại cái gọi là lưu tinh, lưu tinh tinh đây là ngôi sao thôi, tức là lưu giữ lại ngôi sao. Cản đây là cản trở, nguyệt cái là mặt trăng, là ánh trăng đồ ha. Nói chung mới là nó lại là lưu lại ánh sao và cản trở ánh nguyệt. Câu câu là con ngựa, câu là cái con giống như thần câu đồ á, là gọi là thần chiến mã đồ, gọi là thần câu đồ á, là chữ câu chung mà tên tên tiếng Hoa đồ có vẻ bay bổng ha. Lưu tinh cản nguyệt nghe ghê ghê, dịch ra tiếng Việt á là lưu giữ ngôi sao và cản trở ánh trăng tào lao. Rồi khi nếu bây giờ so sánh á là mình sẽ không so sánh cái con ngựa này với con ngựa thành chủ Tương Dương hiện tại nữa, tại vì con ngựa này với con ngựa thành chủ Tương Dương hiện tại tất nhiên là nó phải nhiều hơn rồi. Giống anh em nhìn nãy nhìn thấy con ngựa Tái Long Hắc Tông Câu với con ngựa Bạch 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 Ngọc Xương Vũ Câu thì tất nhiên nó phải nhiều hơn rồi, cho nên mình sẽ không so sánh giữa con này với cái con thành chủ Tương Dương cũ nữa, mà mình sẽ so sánh cái con này với cái con mới nãy luôn ha. Rồi thì nó sẽ có những cái dòng như sau, mà tạm thời anh em cho mình xem lại cái do là mới xem thôi chứ mình không nhớ những cái dòng thuộc tính mấy. Rồi 6.200, 206, 616, 400, 2.000. Rồi lấy xếp để lưu lại trong cái đầu óc mình cái đó. 6 26 60 16 4 400 2000 rồi xong. Rồi so sánh ha. Rồi sinh lực là 10.000, 10.000 tức là con nãy là 6.000 đúng không ta? 6.000 với 10.000 là hơn 4.000 điểm nè, 4.000 điểm sinh lực. Thì cái 4.000 điểm sinh lực này á nó tầm 2 3 đòn đánh, 2-3 đòn đánh chủ động chứ không có giỡn đâu. À, 4.000 cũng đánh nổi ha, mình đánh một đam tay cũng cỡ ngàn mấy, cũng cỡ 10.000 mấy.
không, ý Jun nó về là quýnh lên quái thôi, còn lên bản thân lên người á, thì nó sẽ giảm đi theo những cái phòng thủ ở kệ bà, nó chung là tăng 4.000 đó. Và cái kháng tất cả con kia là 206, con này là 3 320. 206 với 320. 26 27 28 29 30 31 32 là 60 điểm. À. Còn cái lực tấn công á, là 600 với 700 là tăng được 100. Còn cái này nói chung là cái đã mình nói rồi, cái này là cái dòng đặc trưng của ngựa Tương Dương thành chủ, con ngựa bình thường không có ha. Rồi cái sinh lực các bạn có con ngựa, ngựa kia là hình như 16%, đúng rồi 16% là lên được 1% nữa. Cái nãy như nãy mình đã nói 1% này á, khi mà bạn PK hay là bạn cộng vô máu về sau á, cái 1% này đỡ rất là nhiều. Đó, còn cái tốc độ di chuyển mình đã nói là giữ nguyên giống nãy nè. Còn cái né tránh là tăng 2.200, con ngựa cũ là 2.000 thôi ha. Thì về giữa ngựa thành chủ Tương Dương và con ngựa bình thường thì mình nói luôn á, những cái tăng cái dòng này á, thì nó tăng chỉ là những cái tăng của con số lệch nhau nhất định. Thì cái con ngựa thành chủ Tương Dương, cái con ngựa duy nhất nói chung là cái những cái sản phẩm gọi là bán giới hạn á. À, mình dùng cái từ giống như chị em thời trang hay dùng nói á, là bán giới hạn, thì nó phải có cái đặc trưng của bán giới hạn, nó khác với những con bình thường ở chỗ đó. À, thì cái dòng này mặc nó khác biệt ở những cái thông số này á, là nó ngoài những cái thông số này ra thì nó có thêm cái thông số này nữa. Thì cái đánh giá cao của con ngựa này á, mình không nói đánh giá những cái thông số chênh lệch này, nói chung là nó được một cái phần trăm nhất định để bạn trâu bò lên cái account của bạn, nó có thể tăng mạnh hơn. Nhưng mà cái đặc trưng, cái quyết định của con ngựa thành chủ Tương Dương đó là tất nhiên là nó phải được cái dòng kháng tỷ lệ bất lợi với cái kháng tỷ lệ bất lợi. Thì như nãy mình nói, nó cái những cái dòng bất lợi là tiêu dao mà quăng bạn lên trời mà nó không lên trời, nó hút bạn, nó hút không được rồi, tiêu dao phế luôn từ đó rồi, đúng không? Thì chung là công lôn nó có thể dậm choáng bạn, đúng không? Dậm choáng cái, lướt tới choáng cái, hút tới cũng choáng cái, mà hút quá trời, dậm quá trời, lao tới lao lui bạn không choáng thì lấy gì quýnh nữa bạn nữa làm chi. À, là những phe không chế cứng giờ vô đánh hiệu ứng lên người bạn á, nó giống như là đánh chơi chơi này. Ok, rồi nói về cái trang bị ngựa, hồi nãy là nói về mã bài ha. Mã bài mình nói tất nhiên nó phải hơn 300 cái mã bài, tại vì cái con ngựa tái lông hắc tông câu á là vun lên úp lên là tốn tới 300 cái mã bài. Rồi cái gì, cái trang bị ngựa hiện tại á, cái trang bị ngựa bậc 7 là cái con trang bị ngựa trước đây, rồi mình đã làm cái clip mà nói về cái trang người ngựa bậc 7 thì nó cũng về phiên bên server Việt Nam rồi, anh em cũng không cần coi lại cái clip đó của mình nữa làm chi ha. Rồi thì sắp tới nói chung là ra con ngựa mới thì sẽ kéo theo cái trang bị mới, anh em yên tâm. Thì chừng nào nó cập nhật cái trang bị ngựa mới thì Jun sẽ review trên kênh của mình ha. Thì hiện tại nó chưa cập nhật cho nên mình chả review được cái gì, chứ chung là clip này mình review tới đây thôi. Rồi thì theo ý kiến anh chị em thấy cái con ngựa mới như thế nào? Tôi nói chung là tôi thấy nó xấu hơn cái con ngựa cũ, xấu hơn là cái điều tất nhiên. Nói chung đó là mình là thích màu đen mà, mình yêu màu đen nhưng mà ghét màu trắng, này chung là nhìn nó xấu rồi. Ồ, cái con quỷ diều, cái diều này là tốn tiền lắm đó nha, mới thấy trên trang chủ là bán con diều này tốn tiền. Rồi cho em nhìn thấy hình ảnh con diều nó là sao luôn. Nói chung anh em nhìn nhìn người ta thì con diều nó chỉ như vậy thôi, chỉ để trên lưng gì nè, giống như một cái mình đeo một cái trang sức mà gọi là trang sức đeo lưng gì thôi. Rồi khi mà anh em chạy đi bộ đâu á, nó bắt đầu thả diều lên, giống như thả diều ngoài đường vậy đó. À, ok, thì nó chỉ vậy thôi. Rồi con ngựa này màu trắng, rồi cái con ngựa nói chung là mình vẫn thấy con ngựa này đẹp hơn rất nhiều, đúng không? Thì theo ý kiến anh em, nói chung là ai yêu màu trắng thì con ngựa kia đẹp, còn ai yêu màu đen như mình thì con ngựa này đẹp thôi ha. Rồi theo ý kiến của anh chị em thấy hai con ngựa này như thế nào, anh chị em có comment ở dưới của clip này ha. Rồi xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị các anh chị em, tôi là Jun đến từ kênh Jun Khi Liêu. Cảm ơn anh chị em đã bỏ thời gian quý báu ra theo dõi clip này của mình.